Cảnh báo, 4 loại thịt cấm để tủ lạnh, đầu độc, phá nát gan thận, ung thư, thọ non không hay. Cô bác thân mến, hiện nay do công việc bận rộn, không có thời gian đi chợ thường xuyên hay đơn giản là gặp hàng thịt ngon, giá rẻ, cô bác chúng ta thường có thói quen mua nhiều rồi để vào trong tủ lạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, không phải loại thịt nào cũng có thể bảo quản an toàn trong tủ lạnh. Đặc biệt, có 5 loại thịt quen thuộc dưới đây cấm để trong tủ lạnh, không những mất ngon, mất hết giá trị dinh dưỡng mà ăn vào còn rước bệnh nhiễm trùng máu, viêm loét dạ dày, ruột, ung thư, hại cả nhà nhập viện, thọ non không ai cứu được. Vậy cụ thể 5 loại thịt nào cấm để tủ lạnh? Xin mời cô bác cùng Yêu Sức Khỏe theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là thịt lợn băm. Theo nguyên giảng viên Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết, hiện nay ở nước ta, việc mua số lượng lớn thịt lợn rồi để trong ngăn đá tủ lạnh ăn dần là thói quen của rất nhiều gia đình, nhất là những gia đình ở thành phố muốn tiêu thụ thực phẩm sạch ở quê. Tuy nhiên, đây là một việc làm hết sức sai lầm, đặc biệt là với thịt lợn đã xay nhuyễn hoặc băm nhỏ thì lại càng nguy hại tới tính mạng người ăn phải. Bởi khi nó đã vượt quá thời gian sử dụng an toàn thì thịt sẽ bị biến chất, dần dần chuyển thành màu hồng sẫm. Chất béo của thịt mỡ cũng bắt đầu chuyển sang màu vàng, hương vị cũng đã bị biến đổi. Nếu ăn loại thịt như vậy sẽ dẫn tới các bệnh về đường tiêu hóa, gây nôn mửa, tiêu chảy, tích tụ độc tố, làm giảm sức đề kháng và làm gia tăng tỷ lệ ung thư. Đặc biệt, thịt băm nhỏ sau khi để đông lạnh, các vi khuẩn và ký sinh trùng nguyên bản vẫn ở bên trong miếng thịt, dần dần sẽ sản sinh độc tố và xâm nhập ngấm vào thịt vô cùng nhanh, dẫn tới sự hư hỏng, có mùi hôi thối của thịt. Do đó, cô bác chỉ nên mua thịt lợn để dùng trong ngày là tốt nhất. Nhưng vì một số lý do nào đó, nếu cô bác vẫn muốn dự trữ, thì với thịt lợn băm rất dễ bị hỏng, cô bác nên hút chân không, rồi cho ngay vào ngăn đá, nhưng không nên quá 7 ngày. Còn khi bảo quản ở ngăn mát, thì cô bác nên ướp thịt băm với một ít muối, một ít đường nâu, rồi cho vào hộp kính, thì có thể bảo quản an toàn được 1 đến 2 ngày. Món thịt thứ hai là thịt gà luộc. Nếu ăn không hết thịt gà trong một bữa, cô bác thường làm gì? Chắc hẳn gần như chúng ta sẽ đều mang cất vào tủ lạnh để sử dụng vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, đã bao giờ cô bác thắc mắc thịt gà luộc để qua đêm trong tủ lạnh có còn an toàn hay không? Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, các món thịt gà đã nấu chín nếu để ngoài tủ lạnh ở nhiệt độ phòng trong hơn 2 giờ thì sẽ không còn an toàn để ăn nữa. Còn nếu nhiệt độ phòng là 32 độ C thì thời gian bảo quản thịt gà chỉ là 1 giờ đồng hồ. Lúc này vô tình cô bác không biết mà vẫn tiếp tục bảo quản thịt gà trong tủ lạnh và nghĩ rằng đó là cách an toàn thì chẳng khác nào ôm trọn độc tố vào người, hủy hoại gan thận nghiêm trọng. Để bảo quản chất lượng thịt gà luộc tốt nhất, trước tiên, cô bác cần để thịt gà nguội hẳn rồi mới cho vào tủ lạnh, bởi sẽ xảy ra hiện tượng sốc nhiệt làm ảnh hưởng tới chất lượng của thịt gà và cả chất lượng của tủ lạnh. Sau đó, dùng màng bọc thực phẩm hoặc hộp nhựa có nắp, bọc kín thịt gà để tránh bị ẩm mùi, để trong ngăn mát. Vậy là cô bác có thể bảo quản được 1 tới 2 ngày. Lưu ý khi đem thịt hầm lại ăn thì nên dùng cho hết, tránh tình trạng ăn không hết lại tiếp tục cất vào tủ lạnh thì sẽ gây hại cho sức khỏe của bác nha. 3. Tôm để tủ lạnh. Các chuyên gia sức khỏe của chương trình cho biết protein trong tôm là loại dễ bị biến chất, mà khi chúng ta để tôm trong tủ lạnh trong thời gian trên 8 tiếng thì sẽ sinh ra nitrosamin. Chất này khi đi vào cơ thể về lâu dài sẽ gây tổn thương cho gan, thận, thậm chí dẫn tới ung thư. Thêm vào đó, các món tôm sốt, tôm tẩm có nhiều gia vị, nếu để qua ngày hôm sau, kể cả được bảo quản trong tủ lạnh, cũng rất dễ sinh ra nấm mốc và gây ngộ độc thực phẩm. Ngoài ra, đối với tôm tươi, cô bác để ý là dù đã ướp muối trước đó, khi cho vào ngăn mát tủ lạnh, thì khi lấy ra, đầu tôm vẫn bị rụng ra đúng không? Nếu thấy vậy, thì cô bác cũng không được tiếc rẻ mà giữ lại đầu tôm để nấu canh. Vì phần gạch ở đầu tôm tươi rất giàu histidine, nhưng khi tôm chết, phần này bị vi khuẩn phân hủy thành độc tố gây hại cho cơ thể con người với các triệu chứng như phát ban, khó thở, buồn nôn, tiêu chảy, hạ huyết áp.
Đáng nói là loại vi khuẩn này vẫn có thể tồn tại ở nhiệt độ dưới 0 độ C, vậy nên khi cô bác thực hiện rã đông thì nó có thể hoạt động trở lại và làm cho tôm bị rụng đầu tương tự như tôm ương. Vậy nên khi đóng đá tôm tươi để bảo quản thì cô bác chỉ nên ăn phần thịt tôm và bỏ phần đầu tôm. Và mỗi lần nấu tôm thì cô bác nên nấu đủ ăn, tránh dư thừa gây lãng phí, bảo quản thì lại không hiệu quả. Món thứ tư là cá đã nấu chín. Theo tôi biết, nhiều gia đình thường có thói quen kho cá, ăn không hết hoặc kho nhiều sẽ để lại trong tủ lạnh bảo quản. Tuy nhiên, theo Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Mỹ, thức ăn chín, nhất là với các món từ thịt cá, thì chỉ an toàn với người dùng trong 2 giờ đầu, ngay sau khi nóng và sẽ dễ bị hỏng ở nhiệt độ 4 đến 60 độ C. Sau nhiều nhất 2 giờ, nếu không dùng ngay, bắt buộc phải bảo quản nóng hoặc lạnh. Nếu bảo quản cá kho trong tủ lạnh không đúng cách, sẽ tiềm ẩn nhiều mối nguy đối với sức khỏe. Bởi cá kho là món ăn dùng nhiều gia vị, bảo quản trong tủ lạnh lâu sẽ tạo nên những phản ứng hóa học, làm biến chất món ăn, tăng nguy cơ lây lan vi khuẩn từ các đồ khác trong tủ lạnh, đặc biệt là đồ ăn sống, dẫn tới tình trạng ngộ độc cấp tính, suy kiệt sức lực, hôn mê, thậm chí là tử vong. Chưa kể khi cô bác đột ngột cho vào tủ lạnh món cá kho vẫn đang nóng, vô hình chung đã gây ra tình trạng sốc nhiệt cho món ăn, từ đó tạo điều kiện tốt cho các vi khuẩn gây hại sinh sôi, làm tăng nguy cơ nhiễm bẩn, nhiễm khuẩn, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy nên, để an toàn cho cả gia đình và tránh những hệ lụy trên, cô bác chỉ nên kho một lượng cá vừa đủ cho một bữa ăn hoặc ăn hết trong ngày là tốt nhất. Cô bác có thể bọc kín món cá kho trước khi cho vào tủ lạnh bằng màng bọc thực phẩm, túi zip hoặc hộp, âu có nắp đậy kín để sử dụng cho bữa sau, ngay sau đó. 5. Lòng sống bảo quản trong tủ lạnh. Với nhiều người, đặc biệt là đấng mày râu thích nhậu nhẹt, thì món lòng lợn là món ăn khoái khẩu, không thể thiếu trong các bữa ăn. Sự giòn dai, ngon ngọt của chúng hòa quyện với một chút rau sống nữa thì cứ gọi là quá tuyệt. Tâm lý mua nhiều một chút để không mất thời gian, công sức sơ chế nên một số chị em, cô bác đã lựa chọn bảo quản lòng lợn sống trong tủ lạnh. Thế nhưng, điều này vô hình chung đã biến lòng sống trở thành liều thuốc độc, tàn phá cơ thể, suy giảm 20 năm tuổi thọ. Sở dĩ như vậy là vì các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng nếu để lòng sống trong tủ lạnh mà không chế biến thì những vi khuẩn ký sinh như giun sán, cầu khuẩn, vi khuẩn E. coli cứ thế mà sinh sôi, phát triển. Thêm nữa là những chất độc cặn bã còn sót lại cũng sẽ ngấm nhanh hơn vào thành của ruột động vật trong ngăn nhiệt độ mát và đến lúc chế biến, dù cô bác có làm bằng cách nào cũng không loại bỏ được hết chất độc ra khỏi món lòng này. Nếu cô bác ăn phải lòng đã bị nhiễm độc thì triệu chứng đầu tiên là đau bụng, đi ngoài, sau đó sẽ ảnh hưởng tới gan, thận vì phải làm việc liên tục để đào thải độc tố ra ngoài. Hơn nữa, để một thực phẩm có nhiều nguy cơ gây hại trong tủ lạnh thì chẳng khác gì mời vi khuẩn xâm chiếm nơi này. Vậy nên khi muốn tự làm món lòng xào hay lòng dồi ở nhà thì cô bác cần nhanh chóng rửa lòng, sơ chế với giấm, chanh, muối rồi nấu chín lòng và tuyệt đối không để lòng trong tủ lạnh. Đến đây, bản tin sức khỏe của kênh Yêu Sức Khỏe xin được khép lại. Mong rằng những thông tin chúng tôi cung cấp sẽ giúp ích được cho quý cô bác. Mọi thắc mắc vui lòng comment ở phần bình luận. Ban biên tập sẽ giải đáp tận tình. Xin chào và hẹn gặp lại!